Vật tư nông nghiệp Úc Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là vườn xoài Úc đã áp dụng cái quy trình xử lý bông bên nhà Úc nha. Và hôm gọi là đến giai đoạn kích thì cái vườn này bị một cái hiện tượng là bị thối rễ nha mọi người. Thối rễ thì bông bị ngẹn không ra được và Úc cho xử lý bộ rễ bằng cách là tưới thuốc kích rễ, thì hôm nay là bông bung rất là nhiều luôn, khoảng 80% rồi nha cả nhà. Đây. Vườn này là vườn của anh chị Sáu Bè ở ấp 5 Vĩnh Sương, Tân Châu, An Giang nha cả nhà. Đây. Hôm nay là vườn bung bông rất là nhiều luôn. Đây. Đây là những cái bông ra trước và nó đã vô hộp rồi nha cả nhà. Đó. Còn đây. 3-4 tóp bông luôn nha cả nhà. 3-4 tóp luôn. Đây. Vô hộp rất là ok luôn nha, chọi hộp rất là ok. Đây. Úc xử lý thuốc bên cửa hàng của Úc, Vật tư nông nghiệp Úc Nhỏ nha cả nhà. Đây. Đang vô hộp rất là ok nha mọi người. Đó. Rất là nhiều tấp bông nha. Thì anh em nào mà đang bị tình trạng mà bị ngẹn bông thì anh em nên kiểm tra cái bộ rễ của cái vườn của mình coi là nó có bị thối rễ không. Đó, nếu mà thối rễ thì khuyên anh em là nên tứ kích thích bộ rễ để cây hấp thu được nước và dinh dưỡng thì nó mới có lực đẩy bông ra được nha. Và ở trên mình kích thích hỗ trợ thêm. Đây. Anh em thấy nè. Đây. Ra rất là đạt luôn anh em ơi. Khoảng 80% rồi nha, 80%. Đây mỗi đầu đọt là đều có hết nha cả nhà, đều ra hết nha. Đây anh em thấy nè. Những cái bông nào mà trổ trước á mọi người, hiện tại là đang vô hộp rất là ok luôn á. Đây. Anh em thấy nè. Quá im. Đây. Đây anh em thấy vô hộp nè. Ghê chưa? Đỉnh của đỉnh luôn. Đây anh em nè. Đó. Quá tuyệt vời. Vườn này thì đã ra được 80% rồi nha cả nhà. 80% bông rồi. Quá đẹp. Anh em nào mình đang gặp cái tình trạng là kích thích nhưng mà bị nghẹn bông không ra được và đầu đọt bị chai thì anh em có thể liên hệ với Úc. Úc sẽ tư vấn cho anh em cái cách để mà mình khắc phục cái tình trạng đó nha cả nhà. Cái vườn này hôm rồi cũng bị như vậy. Vườn này là vườn xoài keo nha anh em, xoài keo đó. Đây. Okay.